Triệu chứng của bệnh dịch sởi, những dấu hiệu nhận biết tại nhà. Bệnh sởi là một bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan do virus sởi gây ra. Hiểu rõ về các triệu chứng của bệnh sởi có thể giúp bạn và gia đình nhận biết sớm, từ đó có biện pháp điều trị kịp thời và ngăn ngừa lây lan. Dưới đây là các triệu chứng của bệnh sởi mà bạn cần biết. Giai đoạn ủ bệnh. Thời gian ủ bệnh, bệnh sởi có thời gian ủ bệnh từ 10 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với virus. Trong thời gian này, bệnh nhân không có bất kỳ triệu chứng nào và không biết mình đã nhiễm bệnh. Giai đoạn triệu chứng ban đầu Sốt cao, đây là triệu chứng đầu tiên xuất hiện, thường đi kèm với sốt cao đột ngột, nhiệt độ có thể lên đến 39 40 độ C. Ho khang, triệu chứng ho khang, kéo dài, thường không có đờm, là một trong những dấu hiệu ban đầu của sởi. Chảy nước mũi, mũi có thể bị nghẹt hoặc chảy nước, giống như triệu chứng của cảm lạnh thông thường. Đau họng, cảm giác đau rát ở họng thường xuất hiện cùng với ho khan và chảy nước mũi viêm kết mạc mắt có thể đỏ sưng nhạy cảm với ánh sáng và chảy nước mắt đây là dấu hiệu quan trọng cần chú ý đốm cấp lít đây là dấu hiệu đặc trưng của bệnh sởi thường xuất hiện trong giai đoạn này đốm cấp lít là những nốt nhỏ màu trắng xám có viền đỏ xuất hiện bên trong má gần răng hàm chúng thường xuất hiện một đến hai ngày trước khi phát ban giai đoạn phát ban. Xuất hiện phát ban sau 3-5 ngày kể từ khi các triệu chứng ban đầu bắt đầu, bệnh nhân sẽ xuất hiện các nốt phát ban. Phát ban thường bắt đầu từ mặt, sau đó lan xuống cổ, thân mình và cuối cùng là tay chân. Đặc điểm phát ban ban đầu, các nốt ban là những đốm đỏ nhỏ, dần dần kết hợp thành mảng lớn. Phát ban có thể gây ngứa và kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Giãn xuất thông thường khi phát ban lan xuống chân nhiệt độ cơ thể sẽ bắt đầu giảm dần tuy nhiên nếu sốt vẫn cao hoặc tăng trở lại cần liên hệ ngay với bác sĩ vì có thể có biến chứng hiểu rõ và nhận biết sớm các triệu chứng của bệnh sởi là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình nếu có nghi ngờ về bệnh sởi đừng ngần ngại cách ly người bệnh và tìm sự tư vấn từ chuyên gia y tế để có phương án điều trị phù hợp tiêm phòng đầy đủ cũng là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh sởi và ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng Chúc ba con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.